Nào, bây giờ kiểm tra hũ sữa chua trước nha các bạn. Các bạn cùng xem là nó có thành công nhé. Mở ra nha. Đây, sữa chua mình đã ủ được 9 tiếng. Nào, ra mình bỏ ra, mở ra thử xem là thế nào nha các bạn. Wow, các bạn nhìn này. Ui, mùi sữa chua lắm luôn ý. Đâu, hướng là sáng. Đây. Giờ để mình xem thử nó có úp ngược đâu nha. Nhà mình hết sữa chua rồi, mà hôm nay em lại thèm sữa chua quá. Chị làm cho em ăn đi. Trời ơi, hôm trước chị mới làm mấy bịch xong, hôm nay đã hết rồi á? Trời nắng nóng như thế này, không hết mới lạ đấy. Thế thì được rồi, bây giờ em thèm chứ gì? Yeah. Thế bây giờ cùng chị vào bếp nhá. Đi. Đi. Trước tiên để làm thành công món sữa chua này thì các bạn vẫn phải tiệt trùng hết tất cả các dụng cụ mà các bạn làm nha. Kể cả loại xương cơm để các bạn ủ cũng phải tiệt trùng nhá. Đấy, nếu như mà các bạn cho hẳn sữa chua vào đây ủ thì các bạn phải tiệt trùng nha các bạn. Đấy, còn hôm nay thì mình sẽ ủ vào những cái hũ như thế này. Này, mình đang đun nước để tiệt trùng ấy. Và dụng cụ làm mình chỉ cần dùng cái thìa đâm canh với lại cái đánh trứng với cái thìa con nữa các bạn ơi. Chỉ cần thế thôi. Nước sôi rồi, giờ mình cho đồ vào để tiệt trùng nhé các bạn ơi. Ok rồi, giờ mình đến cái thìa con. Ok rồi, giờ mình để ra cho nó ráo nhé các bạn. Cho mấy cái nắp vào ấy luôn nha các bạn. Nhưng mà nhanh nhanh thôi, chứ không là nó co lại là không có đóng được hộp đâu. Đấy, hũ cũng vậy nha các bạn, cũng cho vào để khử luôn. Tiệt trùng bằng nước sôi nha các bạn ơi. Đầy hũ rồi này các bạn ơi. Cả một nghệ thuật đấy. Để đây cho nó ráo nước nha các bạn. Sau khi đã khử trùng xong thì mình sẽ dùng luôn cái xoong này mình làm sữa chua nha các bạn. Đây, đầu tiên là mình sẽ cho nửa hộp sữa đặc vào nha các bạn. Sữa đặc này là cái hôm trước mình làm vẫn còn ấy. Đổ vào. Đấy. Cho sữa đặc vào xong thì mình sẽ cho đến sữa tươi không đường. Phải sữa tươi không đường nha các bạn. Hoặc là sữa tươi ít đường cũng được. Đấy, cho 1 lít sữa vào. Đổ hết luôn nha các bạn, hộp này có 1 lít. Đổ sữa tươi vào xong rồi mình sẽ khuấy đều cho nó tan nha các bạn ơi. Đấy, khuấy tan như thế này thì chúng ta sẽ bật bếp nha. Bật bếp vào lửa vừa thôi, vừa đun vừa khuấy. Đừng để cho nó sôi nha các bạn, cho nó ấm ấm thôi là được rồi. Chuyển ra dùng cái đánh trứng các bạn ạ. Vừa đun vừa khuấy cho đến khi nào mà nó bốc hơi lên là được nha các bạn ơi. Này các bạn ơi, thế này là được rồi nha. Này mình thấy hơi nó bốc lên sờ trên này nó nóng nóng là được. Rồi giờ mình tắt bếp bỏ ra cho nó nguội nguội bớt. Các bạn ơi, sữa đã khá là nguội rồi đấy. Hương vị rất là thơm ngon. Giờ thì mình sẽ cho sữa chua cái vào nha. Để sữa chua không đường các bạn ạ. Đổ vào rồi mình khuấy đều lên. Ok, được rồi đấy. Giờ thì mình cho vào hũ để ủ.
Ok, vậy là được rồi. Giờ thì đem đi ủ nha các bạn. Sữa chua còn lại trong son thì mình sẽ cho vào nồi cơm điện để ủ. Nồi cơm điện thì mình cũng đã diệt trùng rồi nha các bạn. Đậy nắp vung lại và đừng bật nút nha các bạn. À, nếu như mà các bạn muốn để cho về mặt nó mịn ý, thì các bạn hớt bớt bọt ra. Quá trời bọt luôn này. Ok, vớt như vậy cũng khá là được rồi. Mình đậy vung lại và không được bật nút nha các bạn. Cứ để đây ủ thôi, tầm 8 đến 12 tiếng là được. Mình đun nước để mình ủ 4 cái hũ sữa chua này đấy các bạn. Mình đun nước cho nó nóng nóng, ấm ấm. Rồi mình sẽ cho vào, đậy nắp lại và ủ. Nước nó bốc bốc khói lên xong rồi mình sờ thấy nó nóng nóng ấy. Đấy, rồi giờ mình cho sữa chua vào. Các bạn đừng để nước nó ngập lên đến miệng sữa chua nha. Rồi, mình sẽ để một cái khăn sạch như thế này, chùm lên trên nắp. Rồi mình đậy vung lại. Để cho nó đỡ thoát hơi nước ấy các bạn. Được rồi, giờ mình đợi nha các bạn ơi. Các bạn ơi, vậy là 9 tiếng đồng hồ đã trôi qua rồi. Từ lúc trời vẫn còn sáng, giờ thì chị em mình đã tắm rửa và trời đã tối rồi đấy. Đây. Đấy, trời ơi, nó tối như thế này cơ mà. 9 tiếng đồng hồ đấy các bạn. Cho nên là có thể là các bạn có khi là lên làm vào buổi tối, đợi đến buổi sáng là vừa. Ok. Rồi bây giờ các bạn cùng xem sữa chua của mình có thành công không nha. Nào, bây giờ kiểm tra hũ sữa chua trước nha các bạn. Các bạn cùng xem là nó có thành công nha. Mở ra nha. Đây, sữa chua mình đã ủ được 9 tiếng. Nào, ra mình bỏ ra, mở ra thử xem là thế nào nha các bạn. Wow, các bạn nhìn này. Ui, mùi sữa chua lắm luôn ý. Đâu, hướng là sáng. Đây. Giờ để mình xem thử nó có úp ngược đâu nha. Lấy hết sữa chua ra luôn. Sữa chua thành công, quá là tuyệt vời luôn các bạn ạ. Đây, để mình tắt cái điện này đi cho nó có sáng hơn không? Tối. Thế này đi. Đấy, thế này nó sáng hơn này. Trời ơi, sữa chua hũ úp ngược vô cùng thành công luôn các bạn ơi. Rồi giờ mình xem sữa chua trong xoong cơm. Đấy, sữa chua đây. Nào, sữa chua đi các bạn ơi, các bạn cùng xem nhá. Này. Làm 2 lần rồi mà thành công như lần 1 luôn các bạn ơi. Nhìn đã quá trời. Mà lần này mình ủ vào hũ luôn cho nên là nó úp ngược được luôn các bạn ạ. Sữa chua rất là dẻo và sánh luôn. Đã bạn nào làm theo công thức sữa chua của mình mà nó thành công chưa? Comment xuống bên dưới cho mình biết nhá. Còn bây giờ thì mình cho sữa chua vào túi để ăn nhá. Múc sữa chua cho vào túi thôi các bạn. Trời ơi, hấp dẫn quá đi. Ôi ngon quá. Ôi lần này còn ngon hơn lần trước. Sữa chua nè.
Ok rồi. Trời ơi, ngon quá trời. Các bạn mà muốn nó ngon mà nó đậm đặc hơn ấy thì các bạn nên giảm cái lượng sữa tươi không đường đi nha các bạn. Cho không cho hết 1 lít luôn. Không cho hết 1 lít đâu. Để lại một phần thì sữa chua của mình nó sẽ đậm đặc và nó sẽ ngon hơn. Mình thấy thế. Chiếc công đoạn buộc sữa chua. Đây chính là túi sữa chua của mình nè. Các bạn thấy thế nào? Trời ơi, nhìn đẹp mắt không? Rồi giờ mình dồn tiếp các bạn ạ. Chiếc túi thứ hai, túi này đố các bạn biết là màu gì? Chị đang nói cho em làm với em cũng có làm. Thế à? Thế đợi chị làm xong cái này rồi chị đổ vào cho em nhá. Vâng. Cuối cùng mình biết làm với bạn ạ. Phụ chị Dương rất là tốt. Chị Dương ơi, cố lên. Ok. Đổ từ từ, đổ khéo không thì nó rớt hết sữa chua ra ngoài các bạn. Chị Dương ơi, cố lên. Ok. Em Lộc đang làm gì đấy? Em đang em không nhớ. Cho em ấy với chị. Đây để chị buộc xong cái này đã nhá. Nhưng ấy ít thôi nhá. Ok. Cái bằng này thôi này. Đây này bằng này này, cái bé em. Đầu tiên các bạn ấn này. Lộc nói gì vậy? Đầu tiên các bạn ấn like nhỉ. Rồi đến là cái gì? Anh Tí Dung Trương. Đúng rồi, trời cái ơi. Cái gì nữa? Đồng hợp ở chúng mình ha. Đấy, nghe em Lộc nói một hồi thì mình cũng đã làm xong túi sữa chua màu xanh lá cây. Nào. Cho em đi ơi. Ok, nào em phành ra hướng ở đây nha. Bên ạ. Nào, đỡ thế nha. Giờ chị bỏ tay ra. Cháu nó tuột đi em ạ, nó đang nặng. Chị dùng kiểu gì nữa? Nó trả lên nóc rồi. Em liếm ha. Năm các bé. Ôi trời ơi. Đấy các bạn thấy em Lộc yêu các bạn chưa? Chị ơi cho em buộc nhé. Ok. Bây giờ là em Lộc rất là thích giúp đỡ các chị trong những cái việc làm đồ ăn như này các bạn. Em buộc cho dễ. Thôi thôi chị cho thêm một tí nữa chứ thế này ít quá em ạ. Rất là tuyệt. Thôi 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 chị ơi. Em có muốn ăn nữa không Lộc? Em ham. Đây nè, nịt đây. Em buộc khéo nha. Chị ơi em cũng muốn làm. Đấy em vào đây làm luôn. Đấy em làm đi. Màu xanh này, hồng. Em Lộc đang buộc này rất là chăm chỉ luôn các bạn ơi. Ôi em buộc. Em luồn dây vào được chưa hả Lộc? Em chưa. Màu đúng xanh hồng. Giúp Lộc. Rồi. Ê đừng, không phải. Nhìn chị Tú hướng dẫn xong rồi lần sau em Lộc làm nhá. Nhìn. Hen. Em đây không phải. Thế cũng nhiều sữa chua quá. Chị ơi cho em bột.
Em chỉ buộc được rồi, giờ em cho em mở. Em buộc. Đây chị. Để em cầm vào cái nút này nhá. Riêng ẻ. Em phải cầm vào cái nút mà. Màu xanh hồng là mà màu hồng là cánh của hoa sen, còn màu xanh là lá của hoa sen các bạn. Trời ơi, phối màu cũng biết quá ha. Sữa chua này các bạn ơi. Đầu siêu tiên. Hấp dẫn, siêu thơm ngon. Trời. Ngon các bạn ạ, ngon hơn mấy lần trước. Đấy, sao phê sữa chua rồi các bạn ơi. Thôi chị ơi, chị bột cho em đi, em không bột được đâu. Cho em xin hớp nha. Đây, 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 đây. Cô đi xô tát, từ từ. Em Lộc rất thích vẽ vời, đến lúc làm sữa chua cũng thích vẽ vời luôn. Rồi được rồi, để làm xong xong ăn sau nhé. Bởi vì những cái sữa chua này là chúng mình làm là để gia đình ăn thôi các bạn ạ, chứ không có đem đi biếu ai, bởi vì rất là ít. Lần sau mình sẽ làm nhiều sữa chua để đem đi biếu ông bà, cô chú, dì bác để xem mọi người đánh giá như thế nào nhé. Đấy, đây, Tố đã buộc xong cái túi của em Lộc này. Ngon lắm các bạn ạ. Khéo nha. Ô chị ơi. Hử? Tại sao 1 cộng 1 bằng 3 hả chị? 1 cộng 1 bằng 2 mà em. Mình sẽ đổ vào, mình không bị xẹp túi như mấy hôm trước đâu. Ok đấy, lần này em Tú khéo hơn rất nhiều rồi. Mình sẽ buộc ra lịt như cái lúc mình buộc tóc cho em Lộc. Buộc hai sừng. Chỗ sữa chua còn lại thì chị em mình sẽ đóng vào túi không có màu nha các bạn. Chị em mình buộc túi xong như thế này sẽ để vào tủ đá, rồi ngày mai chị em mình sẽ mời các bạn cùng thưởng thức nhá. Trời ơi, làm sữa chua này cũng kỳ công lắm các bạn ạ. Làm hơi lâu, lâu ở cái đoạn ủ ấy. Nhưng mà thành phẩm ra rất là ngon luôn nha. Các bạn nên làm thử nha, có khi còn ngon hơn ngoài quán ấy. Mà chi phí có khi còn tiết kiệm hơn đấy các bạn ạ. Ok, được rồi đấy em ơi. Đóng gói. Đây là lần thứ hai mình làm sữa chua. À, vậy là chị em mình đã làm được 4 hũ sữa chua và bao nhiêu túi sữa chua đây? 1, 2, 3, 4, 5, 6 túi sữa chua các bạn ạ. Trời ơi, cũng khá là nhiều đấy. Bình thường ra ngoài quán là mua một hộp sữa chua 5.000 cơ. Rồi một lốc sữa chua là bao nhiêu? 20.000 đấy các bạn. Nhưng mà làm ở nhà mình thấy có khi còn rẻ hơn đấy các bạn ơi. Trời ơi, thế này thì không đủ 4 túi rồi. Thôi không sao cũng được. Giờ thì chị em mình sẽ đem lên để lạnh và để đá. Ngày mai mời các bạn cùng thưởng thức xem ra sao nha. Các bạn ơi, đây chính là sữa chua mà chiều hôm trước chị em mình đã làm và đợi đến chiều hôm nay mới bắt đầu ăn đấy các bạn ạ. Đây là sữa chua mình để tủ mát. Đấy, đây là sữa chua chị em mình để tủ đá. Đấy, bây giờ thì mời tất cả các bạn cùng múc băng nha, để xem hương vị nó có giống sữa chua ngoài quán không nhá. Chị. Ok. Nhà còn có cái thìa bé như này thôi các bạn. Đây, mở hũ nhá. Wow. Rất là đông đặc luôn ý. Nè. Không rơi. Không nhìn thấy nào, cúi xuống. Đây, 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 đây. Không rơi luôn các bạn ơi. Đấy. Sữa chua thành công, úp ngực được luôn. Mời các bạn nhé. Nhìn đây, sữa chua không hề bị tách nước luôn. Mời các bạn. Sao ấy chị? Ui, ăn nó thơm ngon y hệt sữa chua ngoài quán luôn. Thế chị? Ừ. Mình thích các bạn nha. Đấy, sắn miếng nào nó ra miếng đấy này. Đúng không? Ngon hơn. Ngon hơn là chắc là sữa chua nha các bạn ơi.
Ăn hũ mát nó đã ngon như này rồi, thế thì ăn kem nó ngon cỡ nào. Thử thôi. Đây, đây mình sẽ ăn cái màu xanh dương nhá. Mình sẽ ăn xanh lá và màu hồng nha. Mời các bạn nhá. Giống hoa giấy quá. Trời ơi, ăn giống ở quán nóng luôn đi các bạn ạ. 10 với 10 luôn ý, không phải 9 với 10 đâu. Ăn ngon lắm. Trời ơi, sữa chua thành công. Ngon mỹ mãn. Tính ra là sữa chua ở quán chưa chắc đã úp ngực đỉnh như vậy đâu các bạn ạ. Ôi trời ơi, em mình chảy rồi. Nhanh lên nhanh lên, không nó chảy đấy. Đây, đây là sữa chua kem nha. Kem sữa chua, mời các bạn nha. Ui. Ngon quá trời. Các bạn ơi, mình trộn màu hồng với màu xanh mà nó ra khối luôn màu vàng này. Trời ơi, ảo quá trời. Ngon quá. Ôi, mình thấy sữa chua này làm kem cũng không có bị dăm đá đâu. Em cắn đi xem có bị dăm đá không? Không chị ạ. Không hề bị luôn các bạn ơi. Wow. Trời ơi, perfect. Perfect, perfect. Ăn đã cơn thèm luôn đấy các bạn ạ. Chắc lại vài hôm sau hết cái chỗ này luôn ý. Ông đoán chỗ này ăn được mấy hôm? Chắc 2 ngày. Ôi, bởi vì nó ngon lắm các bạn ơi. Sữa chua có nhiều loại khoản ăn tốt hơn kem các bạn ạ. Mà mình làm sữa chua còn giống y hệt sữa chua ngoài quán thì còn gì bằng luôn các bạn. Wow, ngon quá, bán cháy. Để làm được kem sữa chua ngon như thế này và hũ sữa chua ăn nóng cũng ngon như này, các bạn cho một nửa hũ sữa đặc và gần 1 lít sữa tươi thôi nha các bạn nha. Gần 1 lít thôi, chứ đừng cho hết 1 lít vào. Mình có để lại đấy các bạn ơi. Quá là tuyệt vời. Mình sướng quá trời. Các bạn ơi, các bạn muốn làm sữa chua, hãy lưu ngay công thức này vào. Bao giờ rảnh các bạn làm đi. Đảm bảo bố mẹ các bạn cũng bất ngờ với khả năng của các bạn luôn. Các bạn mà không nói, có khi bố mẹ các bạn còn tưởng là các bạn mua ở quán rẻ. Wow, ngon quá trời. Không giấu nổi niềm vui này. Bánh mì và sữa chua là hai cái món ăn vặt thành công nhất mà mình từng làm. Đâu, không phải là ăn vặt, mà là hai cái món phổ biến nhất mà mình đã thành công các bạn. Chị, chị muốn ăn kem không? Kem gì? Kem mà tự tay em làm ý. Thôi, chị ăn chấm sữa chua. Ngon quá các bạn. Chuẩn vời với ngày nóng này luôn. Miền Bắc, miền Nam mùa này rất là nóng. Các bạn làm để tủ đá hoặc để tủ mát ăn dần ấy. Phê luôn các bạn. Phê lắm luôn ý. Có khi còn tiết kiệm hơn là mua ở quán đấy các bạn ơi. Hai lớp sữa chua ở quán có khi là còn 40.000 ấy. Mà chị em mình mua chỗ này chắc là cũng gần gần thế, hoặc là hơn thế một tí. Nhưng mà làm được rất là nhiều, ăn được rất là lâu luôn. Đấy, cho nên là các bạn hãy làm thử đi nha. Còn bây giờ thì các bạn đã xem video, nhớ like, đăng ký, rung chuông và chia sẻ ủng hộ cho mình nhé. Chào các bạn.